trận đấu tiếp theo mà chúng mình nhận định đó là cuộc đối đầu giữa câu lạc bộ Hull City và câu lạc bộ Leicester City diễn ra vào lúc 1:45 ngày 21/7/2022 theo giờ Việt Nam. Trận đấu trong khuôn khổ giao hữu quốc tế và trận đấu này sẽ được diễn ra tại sân vận động sân nhà của Hull City, đó là sân vận động MKM. Bước tới trận đấu ngày hôm nay thì cả hai đội tuyển của chúng ta đang giữ những phong độ có thể nói là khá là giống nhau. Ở đấu trường Championship thì Hull City họ đứng ở vị trí thứ 19 sau 46 lượt trận, họ có 51 điểm. Và với thành tích này thì Hull City có lẽ rằng lại tiếp tục đá ở Championship mà thôi. Chúng ta có hai cái tên mới, đó là Fulham và Bournemouth sẽ được lên đá ở Champions League. Ngoài ra thì còn bốn cái ông vàng kè này ấy, sẽ phải đấu đá playoff để tranh cái tấm vé vớt cuối cùng để lên đá Champions League. Còn đây, tức là bốn ông này sẽ cạnh tranh ra tấm vé cuối đá là tổng ở Championship, chọn là ba ông lên Champions League và thay thế cho ba ông này, ông Burnley, Watford và Norwich sẽ xuống đá Championship thay thế. Thì nói chung là Hull City ở 19 thì chắc là cũng còn mơ để có thể là vào được Champions League để đá lắm, mà thành tích cũng khá là tệ chứ không phải không. Còn ở đấu trường Champions League thì sao? Leicester City họ đá ở sau 38 lượt trận ở có 52 điểm, xếp ở vị trí thứ 8, xém nữa thì được vào playoff. Đấy, xém nữa thì vào playoff đá vòng loại để được tham dự Europa League. Thua có mấy điểm? 4 điểm mà, thua 4 điểm thì cũng còn xa lắm, tức là một trận thắng, một trận hòa nó mới đuổi kịp. Thì nói chung là cũng thành tích cũng chỉ cố gắng đến đây là cùng thôi. Đấy. Chuẩn bị cho mùa giải mới thì hai đội sẽ có những lượt trận giao hữu với nhau và chúng xem nào. Hull City, Leicester City còn 2 trận, trận Hull City với còn 1 trận nữa. Hull cũng còn 2 trận nữa. À đâu, còn 3 để trở lại với Championship mùa giải mới. Còn Leicester cũng chuẩn bị cho mùa giải mới. Nói chung tháng 8 sẽ khởi tranh rất là nhiều giải đấu, anh em thao mà xem luôn. Lịch sử đấu đầu trước đó của cả hai đội tuyển thì khá là lâu, 2017 ở đấu trường Champions League này. Hull City có lẽ là lần cuối cùng đá Premier League. Premier League đó là 2017. Thì Leicester City đánh bại Hull với tỷ số 3-1. Trước đó thì gần như ta cũng ăn miếng trả miếng. Kèo này thì chắc mình dự kiến rằng có kết quả là Leicester City sẽ thắng khá là vất vả đấy. Tỷ số khoảng 2-1 cho Leicester City nha. Thì đó là nhận định của mình trong trận đấu này. Anh em có ý kiến gì để lại bình luận sau video nhé. Xin chào.